Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng làm sao trong đời sống tu hành chúng ta phải ráng tu cho tròn một kiếp. Bây giờ nếu có danh lợi nhiều, chúng ta cũng một kiếp này, mà chúng ta nghèo trắng tay cũng một kiếp này. Nếu chúng ta có quê quyền tộc bực cũng một kiếp này, mà chúng ta là một người dân bình thường cũng một kiếp này. Nếu chúng ta là con người phong độ tao nhã cũng một kiếp này, mà con người xấu xa tội lỗi cũng một kiếp này. Mà trong một kiếp này không có luận, không có luận, đạo không có luận, Phật trời chẳng luận nghèo giàu, mà luận đạo đức, phước đức. Ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Do đó mà từ chỗ này chúng ta phải đặt nặng một cái kiếp con người của mình, là không có cái kiếp khác nữa quý vị à, không có kiếp khác nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi đạo diệu chúng dần dần kiếm trễ thời kỳ khó gặp đặng tăng, rồi hành luôn bác nhận mới là thì muôn việc đều an ba tuy. Chớ thứ nhất nhận năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chớ nhận giai trì tâm trong treo, khuyên dương trần giữ phần làm đầu, nhận hương lăng cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hì. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau, nhìn sớm chờm cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc, nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cùng bảo toàn thân thể. Chớ nhận đức kể ra luôn thế, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhận thành báo quy hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhàn. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muôn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khiêu âm thầm, dân gian tránh kẹo lầm mà khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa anh Úc Chiểu, kính thưa toàn thể cô bác anh chị em và chư quý vị đồng đạo kính mến. Sau một cái lần chúng ta đã tìm hiểu cái bài kệ số 71 thì tiếp theo cái bài kệ số 72. Sau bài kệ 71 rồi đến bài 72 thì chúng ta trong cái thời gian còn lại đó thì tôi cùng cô bác dạng cho em chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái phương pháp hành đạo của mình. Và thưa với toàn thể chư quý vị kính mến, cái bản nguyện căn bản của Đức Thầy chúng ta lâm phàm đó là quyết lòng độ tận trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Bản nguyện độ đời của một vị Phật là độ chúng sinh, nhưng mà cái độ của Đức Thầy đó thì người ghét Thầy cũng độ, mà người ưa Thầy cũng độ. Đó là cái điều mà chỉ có Phật mới làm được chuyện đó. Chúng ta là cái người học Phật chưa xong thì cái vấn đề học theo hạnh nó còn khó, huống chi là chúng ta làm được chuyện khác. Thì cô bác anh chị em thấy rằng Đức Thầy chúng ta thành lập cái thế giới thượng môn được, Đức Thầy chúng ta gây dựng cái hội đồng qua được, và Đức Thầy chúng ta trang nghiêm tịnh độ thế giới cực lạc được. Chỉ vì là dạy tất cả chúng sanh là tu hành mà thôi. Cái tâm của Đức Thầy đó là cái tâm giải thoát, cái tâm thanh tịnh, cái tâm công đức, cái tâm độ đời, tâm từ bi. Tất cả chúng ta cũng có cái tâm, nhưng mà không được như vậy, nên chúng ta phải nhờ đến Đức Thầy mới được. Vừa khai đạo rồi vừa trị bệnh, thuyết pháp viết giảng, tuy là ba cái phương diện nó đơn gọn, nhưng mà cái công trình độ đời của Đức Thầy hết sức lớn lao. Trước khi độ đời dạy bảo cho mình tu, Đức Thầy dặn dò việc giả dối từ đây nên lánh. Việc giả dối nói một cách khác là cái việc sai lầm quấy lỗi của mình, thì việc đó nó không có thật. Chỉ có chân lý đạo đức mới thật. Biết chúng sinh có mặt trên cõi đời là chúng sanh bị trả quả do nghiệp báo mà cái nhân tạo nhiều đời trước. Biết chúng sinh có mặt trên cõi đời thì chúng sinh đương nhiên phải tạo những cái điều giả dối đó. Vì ta bà là một cảnh giả dối thì cái thân tứ đại này cũng không thật. Cảnh không thật, thân không thật thì huống là vạn vật làm gì có thật. Cho nên do đó mà trước khi lập cái công trình giải đạo để mà cứu độ mình á, thì Đức Thầy dặn dò như vậy: việc giả dối từ đây nên lánh. Từ đây nếu mình tính theo cái quyển thứ tư là cái quyển Giác Mai Tâm Kệ đó, tức là từ tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 là ngày 20 tháng 9, mãi cho tới bây giờ thì cứ như 84 năm rồi. Đối với chúng ta là người đã giác ngộ tu hành thì có lẽ là chúng ta cũng đã lánh nhiều rồi, đúng quý vị, lánh nhiều nhưng mà chưa xong. Chắc có lẽ chúng ta còn phải tiếp tục lánh thêm nữa, lánh thêm những cái điều giả dối đó nữa. Hành động là việc làm của bản thân, những cái điều sai lầm, lời nói, những cái lời nói vi phạm đến người khác, xúc phạm đến giá trị danh dự của người khác, và cái tư tưởng, những cái tư tưởng xấu xa tội lỗi bên trong đó, toàn là những cái giả dối. Nhưng mà dặn dò mình, đã dạy mình đó là bổn đạo ôi hãy ráng sửa mình. Bổn đạo ôi là chấm than. Trong đạo Phật có chấm hỏi và chấm than. Chấm hỏi là đặt một vấn đề hỏi lại thử coi có hay là không. Đức Thầy nói vậy mà có hay là không. Và chấm than là nếu chúng sanh vi phạm một cái tội lỗi nào đó, chúng sanh sai lầm, chúng sanh mê ác thì đó, nghiệp chướng đã nặng nề quá,
nên kêu gọi mình phải sửa sang lại, phải thấu hiểu cái lòng từ bi của thầy, phải sửa sang lại. Ở trên có một lần gạch, ở dưới có một dấu chấm gọi là chấm than, tức là than lên cái nỗi lòng độ đời của đức thầy cực nhọc như vậy, thì chúng sanh nói chung, tín đồ nói riêng cũng phải tu hành hiểu được cái nỗi lòng cực nhọc độ đời của đức thầy như vậy mà ráng sửa mình. Sửa mình là tu thân, sửa mình là tu thân, mà tu thân là nói tắt nói đủ là tu ba nghiệp, tức là thân khẩu ý. Vậy thì bổn đạo ơi, là nói chung là tín đồ đã tu rồi, là người đã quy y rồi, với cái câu một đó là nói chung việc giả dối từ đây nên lánh là nói chung chúng sanh, mà bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình là nói riêng tín đồ. Với chúng sanh, với tín đồ thì đức thầy nói là cuộc dạy đời ta lắm công trình. Cô bác anh chị em nghĩ coi, cái công việc làm ăn của mình ở trong một cái gia đình, mình làm nó có đáng gì bao nhiêu đâu, nhưng mà nó cực nhọc vô cùng đó. Mình cũng phải nghỉ ngơi chứ, dưỡng sức chứ, nhưng mà 7 năm mấy, gần 8 năm trường đức thầy dạy đạo, không nghe nói đức thầy nghỉ, không nghe nói dưỡng sức gì chứ. Chẳng hạn như là dạo Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi mà Lê Thứ nào đâu có biết. Chẳng hạn như là trong suốt ngày làm việc lây quay dùng giấy mực trưng bày đạo đức đâu bao giờ đâu nghỉ đâu. Rồi chẳng hạn như là thân khùng đêm dáng khóc thầm cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Thì thấy cái công trình dạy đạo của đức thầy lớn như thế, nhưng mà giờ chúng ta phải làm sao thấu hiểu được cái lòng từ bi của đức thầy, vì chúng ta là cái người có duyên lớn gặp được đức thầy, gặp được giáo lý. Trong cái giai đoạn hành thiện trấn áp là chúng ta có duyên lớn lắm chúng ta mới làm được. Thì bây giờ chúng ta đã trót là hành thiện nhiều, trấn áp nhiều rồi quý vị, mình còn chút nữa, còn chút nữa chúng ta ráng cố gắng. Nó cuộc dạy đời ta lắm công trình, giới thiệu cho mình với cái công cuộc dạy đạo của đức thầy nó lớn như đâu như thế. Thì cái công cuộc dạy đạo của đức thầy đã hoàn thành rồi phải không? Nên là trọn rồi đó. Thì bổn phận mình tu cũng phải cho trọn đó. Nếu mình tu không trọn là mình làm khổ thầy á, trong cái chơi đâu. Nên nói là làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Nếu mình tu kiếp này mà không có giải thoát được đó, thì là uổng cho một kiếp này, ăn chay mấy chục năm cực khổ biết bao nhiêu, bao nhiêu tiền bỏ túi không dám xài để cho người ta nó tạo cái phước. Thức khuya dậy sớm cúng lại niệm Phật, trong khi người ta tảng sáng ta đi buôn bán, ta đi lo danh lợi, ta đi uống cà phê. Rồi những điều quấy, những việc sai, những cái ý nghĩ xấu không dám nói, không dám làm, không dám nghĩ, chắc chiêu từng điều phải, dành dụm từng lời tốt đó, tiết kiệm từng những cái ý nghĩ đạo đức, không dám để cho nó vi phạm, tạo biết bao nhiêu cái công đức phước báo rồi, giờ còn chút ráng làm cho nó tròn. Nếu không trọn thì cái kiếp này đã uổng rồi, mà nhiều kiếp tới không giải thoát là còn uổng nữa. Thì thấy là một việc làm cuộc sống của mình, mà một khi chúng ta làm mà nó vượt khỏi tầm tay để người ta bắt được, là mình trắng tay phải không? Sự nghiệp tiêu hết không có. Đó là cái uổng của thế gian, không dễ gì có cơ hội làm như vậy để có giàu sang như thế đâu, mà mình cũng phải tiếc uổng như thế. Huống chi cái thân này, huống chi là mình có được Phật Pháp, mình nghe được lời đức thầy chỉ dạy để tu giải thoát một kiếp này, mà cái kiếp này mà nó uổng rồi đó, thì thưa với quý vị, khó có cơ hội để mà có kiếp khác bù lại. Vì tại sao? Vì là đức thầy ra đời lần này dạy cho mình là tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, ở tại nhà vừa làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, vừa làm ăn vừa tu hiền chân chất mà không được giải thoát một kiếp này, có phải chăng là uổng? Có phải chăng là uổng? Uổng kiếp của mình chẳng nói chi đâu. Kiếp của mình mà tu không trọn là uổng rồi, uổng luôn các cái kiếp của cửu quyền thất tổ đã qua đời rồi, uổng luôn cái kiếp của những người thân tộc gia đình của mình, dòng họ của mình còn sống đây mà mình chưa có làm gì để lợi ích cho gia đình được, cho cha mẹ được. Một chữ hiếu, phục vụ cha mẹ không làm được thì uổng kiếp rồi. Một chữ nghĩa, tình cốt nhục, anh em nhau không giúp nhau được, uổng kiếp rồi. Một chữ tình đạo phu thê, chưa có đối xử tròn vẹn nữa, uổng kiếp rồi. Đối với mọi người, chúng ta chưa giúp được gì được hết trơn, uổng kiếp phải không? Cho nên do đó ngoài cái kiếp mình uổng ra, còn biết bao nhiêu cái những người gần gũi mình, đặc biệt nhất là ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ, mình uổng họ sẽ uổng luôn chứ sao vậy? Bởi vì ráng tu đắc đạo mới cứu cửu quyền, không đắc đạo làm sao mà cứu?
Không cứu được thì uổng chứ sao. Còn đó là luân hồi còn khổ đau sanh tử, ai nhảy vô đó chịu. Cái lớp ông bà của mình chắc chắn đi xuống dưới là vì tạo nghiệp. Cho nên nói đó, ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên hạnh đức ân cần ráng tập chuyên thất tổ cửu quyền nơi chính số, chắc chắn là ở đó đó. Thì giờ mình muốn được cứu cửu quyền thất tổ ra khỏi chính suối đó, thì mình phải ngôn từ nè, tức là nói phải lựa lời mà nói cho hiền lành cho tốt. Phải đạo hạnh nè, tức là con người phải có cái công phu hành đạo cho chính chắn chân thật. Mình phải tin tưởng công phu hành đạo của mình. Và ý thầy khuyên tức là phải nghe lời đức thầy chỉ dạy, đừng có nghe người khác. Rồi không phải là một sớm một chiều, mà là hạnh đức ân cần ráng tập chuyên, tức là phải tiếp tục hành đạo tu tập hoài, tập hoài hoài như vậy, đừng cho phá nhạc. Thì mới mong thất tổ cửu quyền nơi chính suối, miễn mai xa lắm sáu đường duyên. Nếu như chúng ta uổng một kiếp này, quý vị nghĩ coi chúng ta làm sao cứu được ông bà cha mẹ. Mà trong khi cái thân này mình đang thọ của ông bà của cha mẹ, đúng không? Mà thọ mà không trả ơn, nghĩ làm sao đây? Nếu ở đây không phải đề tài chữ hiếu, nhưng mà chúng tôi nói lại quý vị đó, cái con quả con mà nó còn biết nuôi con quả mẹ đó, nó trả hiếu. Không chỉ cái thân này chúng ta thọ nơi cha mẹ, mà cái đạo đức thầy đang dạy để cho mình trả hiếu trong ngay từ bây giờ, trong ngay từ lúc này. Thất tổ cửu quyền nó chính số rõ ràng như thế. Mà mình không làm cho cửu quyền thất tổ, xa lắm sáu đường duyên. Sáu đường duyên tức là lục đạo luân hồi, tức là cõi thần, cõi trời, cõi người, cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Xa lắm sáu đường duyên tức là được giải thoát thành Phật, được về cực lạc. Vì sáu đường này là ở trong lục đạo, ở trong tam giới. Mà ra khỏi sáu đường tức là về thế giới cực lạc, không còn trong tam giới nữa, gọi là xa lắm sáu đường duyên. Tức là nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phúc thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng tây phương. Đây là cái nghĩa xa lắm sáu đường duyên. Nếu mình làm không trọn là mình sẽ thiệt thòi rất là lớn, và mình khổ lớn lắm á, chứ không phải chơi đâu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng làm sao trong đời sống tu hành chúng ta phải ráng tu cho tròn một kiếp. Bây giờ nếu có danh lợi nhiều chúng ta cũng một kiếp này, mà chúng ta nghèo trắng tay cũng một kiếp này. Nếu chúng ta có quê quyền tột bực cũng một kiếp này, mà chúng ta là một người dân bình thường cũng một kiếp này. Nếu chúng ta là con người phong độ tao nhã cũng một kiếp này, mà con người xấu xa tội lỗi cũng một kiếp này. Mà trong một kiếp này không có luận, không có luận đạo, không có luận Phật trời, chẳng luận nghèo giàu, mà luận đạo đức phước đức, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Do đó mà từ chỗ này chúng ta phải đặt nặng một cái kiếp con người của mình, là không có cái kiếp khác nữa quý vị à. Không có kiếp khác nữa. Mình đừng có hẹn kiếp nào nữa hết trơn á. Đừng hẹn kiếp nào, không có đâu. Mình hẹn chứ không có đâu. Tại mình nói suông à, không có. Chắc chắn là không có. Làm sao bảo đảm rằng mình chết bây giờ kiếp tới mình làm người, có ai bảo đảm không? Đâu có ai bảo đảm kiếp tới tôi làm người nữa. Nhưng nếu tu theo giáo lý đức thầy, chẳng những kiếp này làm người, chết rồi kiếp tới làm Phật. Tại vì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quá cũng không hướng công niệm Phật rất yên lành. Đó là cái điều chắc chắn mà. Chúng ta nương theo đạo để chúng ta nhận định cuộc đời của mình. Thì đây là cái điều mà chúng ta không có uổng kiếp người à, tức là không uổng một kiếp. Còn nếu không như vậy là làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Sở dĩ làm chẳng trọn uổng thay một kiếp là vì lời chơn chánh trần hay bỏ lý không có chịu nghe. Giáo lý không có chịu nghe mà nghe chuyện thế gian. Đó. Thị phi nhân ngã, sân si thương ghét chê khen đủ thứ chuyện nghe đầy ắp cái lỗ tai. Sáng nghe, trưa nghe, chiều nghe, tối nghe, nay nghe, mai nghe, mốt nghe, tháng này nghe, tháng tới nghe, năm nay nghe, năm sang năm nghe. Nghe đời này nghe, nhiều đời trước đã từng nghe. Tới bây giờ chưa có bích cái lỗ tai nó vẫn còn nghe nữa. Đáng lẽ nó nghe nhiều quá nó bích chịch rồi, nó đừng có vô nữa phải không? Những cái tiếng thị phi nhân ngã đáng lẽ, tiếng danh lợi hơn thua đáng lẽ đừng có nghe nữa thì nó bích hết rồi. Mà không biết vùi lỗ sao nghe nữa. Nghe nữa thì vì nghe thế gian cho nên đâu có nghe đạo lý đâu. Nó nói lời chơn chánh trần hay bỏ liếp. Mà bỏ liếp cái lời chơn chánh là làm gì? Mãi lo làm húng hiếp người hiền. Thấy người ta hiền ăn hiếp người ta, chưa chắc à. Chưa chắc mình hơn người ta đâu. Hơn người ta một lời nói, hơn người ta một việc làm, chứ chưa chắc đức hạnh mình hơn người ta đâu. Và kiếp tới chưa chắc vì mình ăn vui hơn người ta đâu, mình khổ hơn người ta nữa kìa. Nên vậy đó. Nên nói là mãi lo làm húng hiếp người hiền. Thì thôi, ráng cô bác anh chị em đồng đạo kính mến ráng. Chúng ta là một con người có được thân người là quý nhất. Chúng ta gặp Phật Pháp ra đời dạy mình tu là quý nhất.
Đất nước Việt Nam hiện đang có Phật, hiện đang có Pháp. Mình là con người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, nghe giáo lý của Phật giáo Bảo là một cái từ ngữ Việt Nam. Để được chúng ta niệm danh hiệu Phật cũng là niệm danh hiệu Việt Nam, không phải niệm tiếng Phạn. Rồi chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thôi, an vui biết bao nhiêu, quý giá biết bao nhiêu, đâu còn cái gì để chúng ta nghi ngờ chọn lựa nữa. Chắc chắn, chắc chắn là không có gì để nghi ngờ chọn lựa. Thì thưa quý vị, bây giờ để mình tiếp cái bài số 72. Bài số 72 cái tên nó là mãn sằng đầy độ, thì cái nghĩa khác là nhẫn nhục á. Thấy nhẫn nhục á. Nhất cư di đà, mãn sằng đầy độ, nhị ngã tướng không, vô sanh nhẫn độ. Nghĩa là một câu A Di Đà đầy đủ nhẫn nhục độ, tướng nhị ngã không còn, pháp vô sanh được ngộ. Đây là do nên câu Phật hiệu. Hồi nãy đó câu Phật hiệu đó là tự nhiên có đầy đủ công đức, có đầy đủ giới luật, không cần phải giữ từng giới mà có đầy đủ giới luật, không phạm giới mà lại là có đầy đủ công đức. Bây giờ một câu A Di Đà tự nhiên sức nhẫn nhục nó đầy đủ, không cần phải bắt buộc cái tâm mình nhẫn, mà sức nhẫn nó tự nhiên đầy đủ, từ tự tánh nó sinh ra. Hay vậy đó. Niệm Phật mà cái sức nhẫn từ tự tánh sinh ra, từ danh hiệu Di Đà sinh ra, cho nên sức nhẫn rất là dễ. Tự mình nhẫn rất là khó, mà niệm danh hiệu Di Đà nhẫn rất là dễ. Vì sao? Vì có Đức Di Đà hậu trì cho mình, giúp sức cho mình nên sức nhẫn nó dễ. Sở dĩ hành hạnh nhẫn nhục khó thành tựu là vì chúng sanh còn có tướng nhị ngã. Nhị ngã là gì? Nhị ngã là hai tướng đó. Một là nhân ngã tướng, hai là pháp ngã tướng. Đó gọi là nhị ngã, tức là mối chấp có ta và có pháp đó. Sở dĩ mình không có nhẫn người ta là gì? Tôi à, chứ không phải ai đâu, nghe không dễ ăn hiếp đâu. Có ta ha. Rồi cái người đó làm sai ông đó đó, ông đối với tôi vậy đó. Có người ha, ta, người. Người ta nói một lời, ông đó nói vậy tôi không chịu đó. Có pháp ha, có ta, có người thì có pháp. Ở đây nói gọn, có ta và có pháp, tức là tướng nhị ngã. Chừng nào chúng ta dẹp tắt được tướng nhị ngã là chừng đó chúng ta niệm Phật đầy đủ sức nhẫn. Bây giờ muốn có sức nhẫn độ từ trong danh hiệu Phật thì xem mọi người như nhau, đừng có sanh cái tướng nhị ngã, tức là ngã tướng và pháp tướng. Tướng ngã và tướng pháp. Tướng pháp là gì? Tức là cái tướng mà sinh ra tất cả những cái việc làm và tất cả cái lời nói, đó gọi là tướng pháp. Mà ngã tướng là gì? Tức là cái tướng của con người chúng ta đây. Hay vậy đó. Tôi là sống tôi phải có này kia kia nọ đủ thứ, thì cái thân này sống là đó tướng ngã. Mà cái các vật có đó là tướng pháp. Đó là do nơi tâm phân biệt. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Như Lai thấy tất cả chúng sanh có trí tuệ đức tướng, nhưng mà vì bị vọng niệm chấp trước nên không thể chứng đắc. Sở dĩ chúng ta không thể chứng đắc được trí tuệ đức tướng Như Lai là vì có vọng niệm, có chấp trước. Mà chấp trước là nằm trong hai cái này đây, nhị ngã tướng đây. Cho nên bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, tướng nào cũng là một tướng. Tướng nam cũng một tướng, tướng nữ cũng một tướng, tướng nam tướng là nữ là một tướng. Lấy gì nhiễm thì nhẫn được, nhẫn được cái sắc dục. Kinh nghiệm từ từ nha. Cái tướng lớn tướng nhỏ đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật là một tướng, thì cái tướng nhỏ đâu có hỗn với người lớn, và người lớn đâu có mất lòng từ bi với tướng nhỏ. Nó là một tướng, nên nhẫn được, nhẫn nhục. Cái tướng đó, chồng vợ đó là một tướng. Nếu niệm Nam Mô Di Đà Phật biết rằng đó, tướng ông chồng là cái tướng lo cuộc sống của người vợ, tướng người vợ là cái tướng phục dịch gia đình cho người chồng, thì danh hiệu Phật nó sẽ phá được cái ngã đó. Lấy gì mà có sân nộ nên nhẫn được tất cả các tướng trên thế gian? Thì chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ. Nhìn bằng trí tuệ thì tướng này là giả hết, không có thật. Tướng người cũng giả, tướng pháp cũng giả. Thì niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật đắc nhẫn độ dễ ở. Bởi vì nó giả chứ nó thật mà chấp. Thì bây giờ tôi nói về cô bác và anh chị em, mình điển hình một cái chai nước đây. Cái chai nước thì hiện tại nó có nước đó. Đó, mình cần dùng nước thì mua cái chai nước về để có nước để mà uống. Thì khi uống xong rồi cái gì giữ cái chai hay giục nào? Uống xong giục cái chai, chai cầm cái chai không hoài trên tay cho ta người mình nó sao? Vì là cái chai là phương tiện. Cái quan trọng là cái chất nước sử dụng, uống rồi bỏ. Cái tướng này là phương tiện mà cái tâm mới quan trọng. Phải không? Cái thân tứ đại này nó có, nó chỉ là phương tiện thôi. Hôm nay nó không chết, ngày mai nó cũng chết. Mà giữ cái này đã chạm tới mình không chịu.
thì ngày mai mình cũng chết à. Mà khi mình chết đó thì lúc đó đó nghe, lúc trận tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, là chẳng bước tiễn đưa một bước đó. Tới đó thử coi mình ra làm sao. Lúc này mình chết rồi đó, nằm đó nằm trơ một xác đấy, kim tiền là vàng và tiền đó, nó bội bạc, nó bội bạc là nó không có theo mình, nó bất tài. Bất tài tức là không có làm cho mình sống được, bội bạc bất tài không làm cho ta được sống dai, mà nó còn cái tệ hơn là lại chẳng bước tiễn đưa một bước, đây ra ngoài mộ có mấy bước mà nó nằm cười khà trong tủ kìa, nó đâu có tiễn mình đâu, dòng họ thân tộc tiễn chứ tiền bạc nó đâu có tiễn, vàng dòng nó đâu có tiễn mình đâu, phải không? Có không? Không có. Vì vậy nên mình hiểu được giảng vật là giả tạm, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật chắc chắn là mình nhận được. Hiểu được như vậy là chúng ta niệm Phật rất là dễ, cô bác anh chị em. Thời tiết nắng mưa cũng được, đây là cái quyền của tạo hóa, mình không làm gì được hết trơn á. Có một lần tôi đi Sài Gòn, lần đó lúc đứa em nó còn bán quán chay ở ở tỉnh lộ 10, đường tỉnh lộ 10 ở quận Bình Tân bà hôm. Lúc đó tôi đi lên đặng làm quen với nó cái chuyến mà tôi làm cái đĩa dạo Lục Châu trong nguyện nhất của Đức Thầy. Khi đến bến xe miền Tây thì ai cũng xuống xe ngồi đó. Mình lợi cái quán mà ở Sài Gòn đâu phải như quê nhà đâu, muốn ngồi đỡ chút đâu có dễ đâu. Lịch sự phải lợi đó kêu ly cà phê mới ngồi được ngồi. Chứ mà ngồi không hồi đi coi chừng có chuyện á, mới dễ đâu. Cho nên lợi tôi lấy cái ghế tôi kêu ly cà phê tôi ngồi tôi uống. Uống ly cà phê rồi vừa uống vừa niệm Phật, vừa uống vừa niệm Phật. Thì kế bên có đứa cái người đó, cái đứa em đó nó cũng cùng xuống xe một lượt với tôi, nó cũng cùng kế bên tôi. Nó cũng mượn lấy cái ghế, nó cũng kêu ly nước uống như tôi. Nhưng mà nó cằn nhằn cử nhữ, nó nói này nói nọ, tại sao hứa mà giờ này chưa tới xe đấy, tới đây tội lợi đây uống nước chờ đợi rồi mà tới bây giờ mất tiêu mất biệt không thấy rút về. Tôi ngồi kế bên tôi tỉnh bơ, tôi niệm Phật tôi tỉnh bơ. Rồi bắt đầu khi mà tôi nghe nó nhằn nhện, tôi nói à thì ra ngay từ chỗ này nè, ngay từ chỗ này. Một người biết thuận nghịch, đúng hẹn, trễ hẹn, sớm muộn đó là lẽ đương nhiên của cõi ta bà, không ai làm gì được nó. Bây giờ người ta chưa tới, mình có cần nhận cỡ nào là cái khổ tâm mình nè, chứ người ta không có khổ. Ta cũng vẫn chưa tới như thường, làm gì tới rước mình. Thì mình vẫn ngồi sơ cái xác ở đây nè. Thì thôi giờ ngồi đây niệm Phật đi, ngồi đây mua tờ báo đi đọc đi. Mắc mớ gì phải cần nhận chi đó khổ tâm mình, đó là tại vì mình không hiểu cái cảnh, không hiểu cái thế gian trên cõi đời, cho nên mình nhận không được, mình bức xúc là mình khổ. Phải không? Cho nên do đó cuộc đời mình, thưa quý vị, khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì được trên cuộc sống này, không phải cái nào nó như ý mình hết, mà Đức Thầy nó cầu chẳng thành những việc thích tham, thì chúng ta hiểu được như thế rồi đó, trong đời sống tu hành của mình tập. Bây giờ nếu cái gì mà mình làm không được đó, Nam Mô Di Đà Phật, 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 niệm 10 niệm chưa xong niệm thêm 10 niệm nữa. 10 niệm thứ hai chưa xong niệm thêm 10 niệm thứ ba, niệm chừng ngàn niệm tỉnh bơ. Tới đó không chừng đã đắc nhất tâm bất loạn luôn đó. Để ta lợi đó người ta kiếm mình không ra nữa. Giờ này mình bức xúc mình cũng đâu làm gì được đâu mà khổ tâm thêm. Cho nên khi biết hoàn cảnh thế gian ta bà nó không phải là cái nơi mà để cho mình vừa lòng, mà trong từ điển giải đó, ta bà là kham nhẫn, tức là cam chịu những điều khó khăn. Đã biết cái nghĩa của nó rồi thì phải nhẫn đi chứ, bức xúc chi. Thì trong việc tu hành mình cũng thế, biết chúng ta biết là được. Bây giờ giả sử như mình đó, giờ mình khó chịu cái lời nói cay đắng lắm đúng không, người ta nhục mạ mình khó chịu lắm, không phải dễ đâu, không phải dễ đâu quý vị à, khó lắm, chưa quen nó khó. Nói một lời nghịch ý thôi là thấy cái lỗ tai này nóng phừng lên hết trơn rồi. Con mắt mình á thì nó trổ cái gai, phải không? Cái lỗ tai nó mọc cái trái tai gai mắt á, chịu đâu có nổi đâu. Nhưng mà nhờ niệm Phật, nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, mình biết đạo rồi, biết nghịch cảnh đến là mình, mặc dù mình chưa có nhẫn nại được nhưng mình biết nó tướng là giả tạm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật vô, niệm hoài vô, tự nhiên nó gạt qua hết được vậy đó. Thì cái chấp ngã chấp pháp nó không có còn nữa, là mình sẽ tự do thôi. Chữ nhận ngã cũng là quá gắt ta, chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mà là thiệt tướng. Kinh Kim Cang dạy đó, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn giả, tức là nghĩa là thế gian pháp, xuất thế gian pháp, sự diện lớn nhất phải có tâm nhẫn nại, không có tâm nhẫn nại thì không thể thành tựu việc lớn được. Mà cái việc lớn của người tu là cái việc thành Phật, mà nếu không có tâm nhẫn nại là không có thành Phật, mà không thành Phật tức là thành phàm, mà thành phàm thì ở đây
Vì cõi này cõi phạm, muốn thành Phật phải về cõi Phật. Cõi Phật tức là cõi cực lạc, vậy thôi. Nhưng do đó mà trong danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật có đầy đủ sức nhẫn, mặc dù chúng ta chưa có khả năng nhẫn được, nhưng mà trong danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật có đầy đủ sức nhẫn, chúng ta niệm hoài quen lần hồi sẽ nhẫn được. Tôi lặp lại như hồi nãy đó, là Nam Mô Di Đà Phật sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, tự nhiên mình sẽ nhẫn được. Trong tâm mình nó đang niệm Phật mà, nó đâu có cự với ai được đâu mà không nhẫn được. Và mình biết được cái nghĩa như vậy rồi, để mình niệm Phật càng nhiều đúng không quý vị à? Càng hăng say niệm Phật, càng thích thú niệm Phật, nó niệm nhiều nó hay lắm. Cái người nào mà niệm được vậy rồi, để lợi khuyên người ta: anh ơi, chị ơi, cô ơi, chú ơi, ráng niệm đi, niệm Phật nhiều nó hay lắm, niệm Phật nhiều nó khỏe lắm. Tối ngày cười khà hoài à. Hồi đó thật ra đó là về đi đâu mà về bữa cơm mà không kịp là quạo lắm anh em. Cơm nấu ăn không ngon cũng không dễ dễ chịu đâu à. Nhưng mà giờ niệm Phật rồi sao tỉnh bơ thôi. Đi đâu về sớm về muộn, cơm có không có, ngon dở sao tỉnh bơ, không có gì xảy ra trơn. Tu như vậy đó rõ ràng là hạnh phúc chân thật, sức nhẫn có thiệt mà. Nếu không hiểu như vậy đó cũng hơi căng. Bây giờ đó mình đưa ra một vài cái nhẫn nha. Thứ nhất là tâm vẫn thản nhiên trước những lời mắng chửi. Ý da, cái này hơi căng. Tâm vẫn thản nhiên trước những lời mắng chửi. Cái lời đó mà mình làm sai người ta nói chỉnh sửa lại nó còn hơi căng, huống chi là cái lời mắng chửi. Nhưng mà mình cũng nói ha, nói để coi có ai tu được thì tu. Vì mình có được trí lực bình đẳng như tiếng gian, tuy bị người mắng chửi mà vẫn an nhiên chịu đựng không đáp lại. Vì như tiếng gian nghĩa là tiếng vọng lại trong hang núi. À, tức là bây giờ mình vô trong núi đó, mình đi núi vô trong cái hang động đó, ra là mình nói lên niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, vậy cho nó tự nhiên cái tiếng vang ra, vang ra nó mất tiêu đâu còn. Thì bây giờ cái lời người ta chửi mắng mình đó, ở đây trong Phật học dạy mình đó là giống như tiếng vang, mình nghe giống như tiếng vang chứ đừng có nghe như thiệt. Nghe như thiệt là nó vô cái lỗ tai, mà nó vô lỗ tai vô cái tâm, mà vô cái tâm thì nó bực bội, nó khó chịu, phải không? Bị mấy cái đó là cái độc, hay nó vô là nó khó chịu hà, mà hãy làm sao đừng cho nó vô là nó dễ chịu. Rồi thứ hai là tâm vẫn thản nhiên khi bị người đánh đập. Chà, hồi nãy mắng chửi mà còn khó chịu, bây giờ người ta đánh đập thì sao đây? Bởi vậy cho nên á, đệ tử của Phật trước khi đi độ đời, Phật hỏi: dân ở nơi đó người ta hung hổn, ông đến đó người ta chửi mắng ông tính sao? Đệ tử trả lời: bạch Thế Tôn, họ còn thương con gì chưa đánh đập con. Phật nói: như ông người ta đánh đập ông nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ đánh đập con gì, họ còn thương con, họ chưa giết con. Phật hỏi tiếp: giả sử như người ta giết ông nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ giết con là vì họ giúp cho con trả cái báo thân này cho xong, đền ơn Phật, khỏi còn phải bị nghiệp chướng, con cảm ơn họ. Đó, ta tới chỗ đó rồi. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mình chưa có làm được chuyện đó, nhưng mà cái công đức của danh hiệu Phật nó có cái đó, có cái đó giúp mình nhẫn được. Cái này là cái kinh nghiệm cô bác anh chị em mình hành đạo nhiều chừng nào là dễ nhẫn nhiều chừng nấy, mà hành đạo ít là khó nhẫn, tại vì hành đạo ít là cái tâm mình nó vọng niệm không à, nó phiền não dữ lắm, cho nên khó nhẫn. Mà niệm Phật nhiều là dễ nhẫn. Vậy thì nhiều ít nhẫn được hay không là do nên mình niệm Phật nhiều ít mà thôi. Cái thứ ba là tâm vẫn thản nhiên trước sự bị bất não, tức là Bồ Tát trí lực bình đẳng như quyển, tức là cái người nó hiểu được cái thế gian này nó là như quyển không có thật, vì vậy nên bình đẳng đối với tất cả mọi người nên dễ. Thứ tư là tâm vẫn thản nhiên trước sự tức giận, tức là người ta làm sai cái gì đối với mình tức giận lắm, nhưng mà mình hiểu được cái danh hiệu Phật nó có cái sức mầu nhiệm như thế, mong nhiên niệm Nam Mô Di Đà Phật lên liền, niệm lên liền cái tự nhiên bình thản lại. Và cái thứ năm đó là tâm vẫn thản nhiên trước tám pháp. Tám pháp là bát phong, không đam mê gì trơn á. Lợi là lợi ích, si là si diệt, quỷ là chê bai, dữ là khen ngợi, sưng là tán tụng, cơ là dèm pha, khổ vui nó làm cho mình động tâm đó. Lợi rồi si rồi quỷ rồi dữ rồi sưng đó, rồi cơ rồi khổ vui, tức là bát phong, tức là tám ngọn gió đó. Thổi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật cái tự nhiên mình không có bị lay động, ai khen ai chê ai nói gì cũng được hết trơn, cứ Nam Mô Di Đà Phật hoài tới. Và cái sau cùng là phiền não không nhóm, tức là mình nếu mình nhận được vậy là phiền não không có cơ hội nhóm cháy lên, mà tự nhiên nó sẽ dập tắt từ cái danh hiệu Phật mà có công đức như thế. Tới là tướng nhị ngã không còn thì pháp vô sanh được ngộ, một câu A Di Đà. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì ở đây đó, xin thưa với quý vị, cái diệu dụng của cái người tu tịnh độ không đơn giản. Mình là dở thiệt ngang, nhưng mà niệm Phật lại là rất là hay, đầy đủ cái sức nhẫn nhục rồi, thấy không? Mà cái tướng nhị ngã dẹp luôn từ cái danh hiệu Phật, cái công đức
danh hiệu Phật có đủ cái khả năng cho mình có đầy đủ sức nhẫn nhục, và cái công đức danh hiệu Phật có cái công năng giúp cho mình phá luôn cái tướng nhị ngã. Đó, nó hay là hay ở chỗ đó. Để rồi khi phá được rồi là tự nhiên mình đắc pháp vô sanh, tức là pháp vô sanh được ngộ. Vô sanh ở đây chúng ta không bàn đến cái chiều sâu của lý vô sanh, mà chúng ta chỉ bàn theo cái văn tự thôi. Hôm nào bàn đến cái đề tài lý vô sanh chúng ta sẽ bàn rõ hơn, vì lý vô sanh nó là cái chiều sâu của tự tánh nên khó hiểu lắm, nên em mình bàn theo văn tự. Vô sanh đồng nghĩa với hai chữ bất sanh bất diệt, cũng đồng nghĩa với hai chữ niết bàn. À, vô sanh, vì chữ niết là không sanh mà chữ bàn là không diệt. Không sanh cái gì? Vì trong tâm mình khi nhẫn được như vậy là không sanh các ác pháp. Và trong tâm mình niệm Phật nhẫn được như vậy thì nó không diệt mất tất cả các thiện pháp. Vì tâm không sanh ác pháp nó gọi là vô sanh, mà tâm không diệt các pháp gọi là vô diệt, gọi là bất sanh bất diệt. Nên Đức Thầy mới giết dạy mình đó, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt, vì đó là giúp cho mình trên cái đường tu thành tựu. Ở đây Kinh Nhân Vương nói: quán xét về lý không sanh không diệt của các pháp, nhận rõ lý ấy an trụ trong đó gọi là tâm bất động. Tức là khi mà mình đang niệm Phật vậy đó, mà cái tướng ở bên ngoài mình hiểu được rồi, tới cái tánh bên trong mà nó còn bị động, bên trong nó bị phiền não sân si, chứ tham sân si đâu có gì lạ đâu, có ba cái đó à, nó bị động. Thì giờ khi mình hiểu được cái tánh, cái tướng rồi, thì cái tánh tự nhiên nó cũng quyển như tướng thôi, tham sân si nó cũng quyển như cái tướng ở bên ngoài thôi. Hiểu được như vậy rồi là mình hiểu được cái lý vô sanh, thì trong tâm của mình nó luôn luôn nó là bình đẳng chân như tự tánh, nó không có sanh cái ác pháp, mà nó cũng không diễn thiệt pháp, nó tự nhiên cái tánh chân như tự nhiên của nó. Còn Luận Đại Trí Độ nói pháp vô sanh nghĩa là đối với cái lý thật tướng các pháp không sanh không diệt. Tức là cái lý thật tướng là cái tướng chân thật, thì tướng chân thật nó chính là cái nghĩa vô sanh, thì nó đâu có sanh đâu có diệt gì đâu. Nhưng hồi nãy tôi nói rồi, bây giờ lặp lại đó, ngài Tổ Huệ Năng ngài nói đó, chẳng già tánh mình không sanh không diệt, nó là ở chỗ đó đó, là cái tánh tự nhiên của nó, đó gọi là cái lý vô sanh. Ở đây đó mình chưa đạt cái đó, nhưng mà danh hiệu Phật có cái đó, có cái lý vô sanh, nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình có được cái lý vô sanh sẵn ở trong tâm của mình rồi, không cần mình phải tìm cái pháp vô sanh, mình tu cho chứng pháp vô sanh mới được. Mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái pháp vô sanh sẵn ở trong tâm của mình rồi, tức là cái pháp không sanh không diệt, nói một cách khác là cái tâm Phật, nói vậy đi cho dễ hiểu, là có sẵn trong tâm của mình rồi. Mà cái tâm Phật đâu có sanh đâu có diệt gì đâu, hay không? Tâm Phật đâu phải sanh về tịnh độ mới sanh, mà tâm Phật đâu phải ở ta bà gọi là diệt, đâu phải vậy đâu. Tâm Phật là tâm không sanh diệt, mà mình niệm Phật mà, niệm Phật thì có tâm Phật, có Đức Phật trong tâm, thì Đức Phật trong tâm tức là không sanh không diệt, nó cái nghĩa gọn gàng để cho mình dễ hiểu như thế. Thì đó là chúng ta có được lý vô sanh. Thì nói lại, lý vô sanh nằm trong danh hiệu Phật, mà danh hiệu Phật có đầy đủ lý vô sanh, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có đủ lý vô sanh, chứ không phải mình tu lý vô sanh mới có được lý vô sanh, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật có được lý vô sanh, như vậy đó. Chứ không cần phải tìm cái lý vô sanh để mà tu cho nó cực nhọc, cho khó khăn, mình tu không có được. Mà niệm Phật có lý vô sanh thì được, đó là chuyện nên làm. Cho nên tôi nói tịnh độ là một điều kỳ lạ nhất, vì đây là pháp lý truyền của Phật Tổ Như Lai để độ hết tất cả chúng sanh, mà ngộ lắm. Cái bậc Bồ Tát cũng ngộ được lý vô sanh, mà cho tới phàm phu chúng ta cũng ngộ lý vô sanh, cho đến địa ngục cũng ngộ được lý vô sanh, là tại vì cái lý vô sanh nằm trong danh hiệu Phật, bất cứ người nào niệm được là chứng được lý vô sanh. Nhưng mà có điều chứng sớm chứng muộn, chứng ở bên cõi ta bà hoặc về cõi cực lạc thôi, chứ không phải là không có được. Vì cho dù như thế cho nên về bển rồi đó, mình mới chứng lên cái phẩm là phẩm thượng sanh, mà thượng phẩm thượng sanh của cõi phàm thánh đồng cư rồi, nó chứng luôn ba phẩm của là thượng, của bố thượng, tức là thượng trung thượng hạ của cõi phương tiện hữu dư, rồi nó chứng luôn của ba cái bố thượng của cõi thật báo trang nghiêm, lên tới cái cõi thường tịch quang là nhập lý vô sanh, đồng hàng với Bồ Tát đẳng giác. Đó là cái điều diệu dụng hay nhất của pháp tu tịnh độ, dạy mình tu ít tu dễ mà chứng cao chứng nhiều đó, ngang hàng bằng cùng với chư Phật. Đó là cái điều mà chúng ta thấy được các pháp nó đầy đủ trong cái danh hiệu Phật. Cho nên Đức Thầy mới nói môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kiểu phụ Phật xưa, nó đầy đủ trong đó, đâu còn thiếu gì nữa. Chúng ta không cần phải tìm cái pháp nào, chọn lựa pháp nào nữa hết, cứ Nam Mô Di Đà Phật nó có đầy đủ trong đó. Như vậy sư Địa Lệnh chép: bản tính vô sanh nhẫn nghĩa là quán xét cái thể tánh biến kế sở chấp, tức là cái tánh vọng chấp của mình đó, đều là không nhận biết rõ cái tánh vô sanh của mình, đều là không. Tại vì cái tánh mà vọng chấp là gì? Tức là cái tâm vọng niệm của mình sanh ra chấp trước đó, cái tánh đó nó thuộc về là biến kế sở chấp của bên duy thức. Biến kế tức là nó sanh biến ra, nó biến chuyển ra theo cái kế của cái trong cái tâm vọng thức của mình, không phải là cái tâm Phật. Nên nó sanh ra vọng chấp, tức là sanh ra vọng niệm rồi chấp trước.
Nhưng mà cái bản tánh mình nó vốn không có cái vọng niệm, không có chấp trước, nó không có cái gọi là biến cái sở chấp, không có cái đó, mà nó chỉ có danh hiệu Phật thôi. Đức Thầy nói đó là ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, chứ nó không có cái biến cái sở chấp, nó không có cái vọng, nó không có cái mê. Cho nên do đó niệm danh hiệu Phật nó có đủ cái biến cái tánh chân như của nó. Vì vậy nên chứng được cái lý vô sanh. Thứ hai là tự nhiên vô sanh nhẫn, nghĩa là quán xét các pháp y tha do nhân duyên sanh, biết rõ các pháp chẳng phải tự nhiên mà sanh. Y tha tức là nhờ bên ngoài. Y tha là cái thứ hai của duy thức. Y tha khởi, biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh. Đó là cái tánh y tha, tức là cái tánh nó nương các pháp bên ngoài nó sanh ra. Nhưng mà danh hiệu Phật từ trong tự tánh nó sanh ra, không phải các pháp bên ngoài. Y tha khởi nó nương theo cái nhân duyên đủ nó sanh ra. Hôm nay chúng ta đến tại nhà nốt đây, tức là nương theo cái y tha khởi, ở nhà có tổ chức chúng ta đủ duyên đến đây. Nhưng mà khi chúng ta bàn bạc đạo đức là chúng ta trở về với một. Một đó là tự tánh khởi chứ không phải y tha khởi nữa. Vì tới đây chủ và khách là một, đúng không? Anh Út là chủ nhà, tất cả chúng ta là khách. Chủ và khách là một, cùng ngồi trong một căn nhà đó, cùng uống nước, cùng ăn bánh chung với nhau trong một chỗ. Đây là một, đó là cái lý vô sanh, đó là cái tự tánh của mình. Nó không phải nương vào bên ngoài, tới nhà rồi mà ra bên ngoài sân đứng. Đó là cái cách pháp mà thí dụ, tức là nương bên ngoài. Bên ngoài không bao giờ có, bên ngoài chỉ là phương tiện thôi, mà trong bên trong mới là chân thật. Thì chúng ta tới đây chủ và khách cùng nhau. Di Đà là chủ, chúng ta sanh về thế giới Di Đà đó là khách. Chủ và khách là một. Lên tới cái phẩm, cái tịnh độ thứ tư là thường kịch quan tịnh độ. Lúc đó chủ và khách là một, không còn khác biệt nữa. Đó, như vậy thì khi mình biết rồi thì cái y tha khởi đó là cái phần vọng của duy thức, nó không phải thật, mà danh hiệu Di Đà mới thật. Cho nên mình niệm danh hiệu Di Đà, tự nhiên nó chứng cái bản tánh vô sanh. Và cái thứ ba là phiền não vô cấu vô sanh nhẫn, tức là cái pháp tánh chân như thật tánh của các pháp nó an trụ vô duy, nó không có nhiễm. Đó, cái chân như tự tánh mình vốn nó không có nhiễm, tại mình khởi nên nó nhiễm. Gặp sắc đẹp cái mình khởi lên thích sắc đẹp nên nó nhiễm sắc đẹp. Nghe tiếng hay khởi lên nó mến rồi nó nhiễm tiếng hay. Đó là tự mình tạo khởi rồi nó nhiễm, chứ bản tánh mình vốn nó không có nhiễm, không có nhiễm. Đó, mình hiểu biết như vậy thì danh hiệu Di Đà không nhiễm, bản tánh của mình không nhiễm, cõi tịnh độ là cái cõi thanh tịnh không nhiễm. Mình chỉ còn có cái Nam Mô Di Đà Phật về cái cõi không nhiễm đó để chứng lên cái quả không nhiễm. Thế quý vị thấy không? Thì Nam Mô Di Đà Phật mà nó dễ dàng như thế. Xin lặp lại là từ trong Nam Mô Di Đà Phật mà chứng là vô sanh pháp nhẫn, chứ không phải mình chọn cái pháp vô sanh để mình tu mà khó. Nó không phải vậy. Chọn pháp vô sanh tu là khó, nhưng mà niệm danh hiệu Phật nó chứng cái pháp vô sanh là dễ. Thì cái nào dễ chúng ta làm, cái nào khó chúng ta đừng có làm. Học duyên vô trong các khóa học, khi ban tổ chức ta nêu cái đề thi cho mình, làm cái đề thi để thi chính thức, thì chúng ta coi cái đề thi cho kỹ, mấy câu, câu nào ý gì, xong rồi câu nào dễ chúng ta cứ đặt bút vô mà làm. Làm cái câu dễ không xong rồi tự nhiên cái câu thứ hai nó khó hơn, tiếp theo tự ta làm được. Câu thứ ba, câu thứ tư sau cùng nó khó nữa, tự nhiên ta làm được. Làm một lúc xong bốn câu thi chúng ta đậu. Mà cái làm xong của mình trì theo cái trình độ là cao, là trung bình hoặc thấp, mà đậu điểm có cao thấp khác nhau thôi. Còn tịnh độ là một, không có khác. Ở đây là phương tiện nói phàm tánh đồng cư tịnh độ, phương tiện nói phương tiện hữu dư tịnh độ, phương tiện nói thật báo trang nghiêm tịnh độ, cho nên là một, tức là thường tịnh quan tịnh độ. Ở đây là chúng sanh và Phật, chứ là một, đó là các chúng sanh đều có như ta. Cho nên khi hiểu vậy thì mình niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta đã có sẵn cái vô sanh pháp nhẫn rồi, không cần phải nói nữa. Đức Thầy dạy mình nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tỉnh là đường vô sanh. Nếu chúng ta tu như vậy chưa được thì chúng ta nguyện cầu chư Phật mười phương tiếp độ cho mình thật chứng được cái lý vô sanh pháp nhẫn. Mà mười phương chư Phật đó là thập phương chư Phật hộ niệm cái người niệm Phật, mà trong kinh A Di Đà tôi đã thường nói. Một là công đức bất khả tư nghị, hai là thập phương chư Phật hộ niệm. Mà mình niệm danh hiệu Phật như vậy là công đức bất khả tư nghị và thập phương chư Phật hộ niệm, thì chắc chắn chúng ta chứng vô sanh pháp nhẫn. Nên nói nguyện mười phương chư Phật đáo lai đồng không, nên nói nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, đó là điều chắc chắn như thế. Thì thưa với toàn thể quý vị, thì qua cái bài số 72 mãn sằng đề độ thì chúng tôi đã chi tiết rồi, xin lặp lại đó. Nhất cứu Di Đà, mãn sằng đề độ, nhị ngã tướng không, vô sanh nhẫn độ. Một câu A Di Đà, đầy đủ nhẫn nhục độ, tướng nhị ngã không còn, pháp vô sanh được ngộ. Tức là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, bao nhiêu cái hạnh nhẫn nhục tự nhiên nó có trong danh hiệu Di Đà đó, mình khỏi cần phải nhẫn nhục ai mới có. Mà niệm danh hiệu Phật nó có nhẫn nhục. Rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên tướng nhị ngã phá tan, nó không có còn nữa, mà trở lại là bình đẳng như nhau. Chân như tự tánh bình đẳng như nhau, mọi người đều có bình đẳng như nhau. Và niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên đắc vào vô sanh pháp nhẫn, không cần phải tìm pháp nào tu cho chứng vô sanh. Đó, pháp thiền tông phải cần tìm pháp tu chứng vô sanh,
Thì kiến tánh nó khó, còn tịnh độ Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên nó chứng cái đó. Nên cái dễ thì chúng ta tu. Vậy thì trong cái bài kể trên nêu lên cái phương pháp tu hạnh nhẫn nhục, đó là mà chúng ta niệm danh hiệu Di Đà chúng ta có sức nhẫn nhục, niệm danh hiệu Di Đà chúng ta phá tan cái chấp ngã chấp pháp, niệm danh hiệu Di Đà chúng ta chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là chứng được Bồ Tát Bổ Xứ. Bồ Tát Bổ Xứ tức là nếu ai dự đặng trọn lành trọn sáng về nữa cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đó là chứng Bồ Tát Bổ Xứ đó. Rồi trở lại của giới chúng sanh, đó là đi độ đời. Nhiệm vụ của mình là như thế. Thì thưa với toàn thể quý vị, thì qua cái bài số 72 coi như bàn tới đây đã xong. Và trước khi kết lời thì chúng tôi cũng xin chân thành nhận khuyết điểm, trong những lúc bàn bạc không tránh khỏi những điều sơ sót. Kính mong cô bác và anh chị em tất cả chư quý vị đồng đạo gần xa trong và ngoại quốc vui lòng thông cảm tha thứ những điều sai sót, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và cuối lời xin kính chúc quý vị được trong cái bản nguyện của Đức Thầy là nguyện mười phương chư Phật Đáo Lai đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Trong bản nguyện Đức Thầy là nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh để thoát nơi khổ hải liên đài được lên, để trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.